Cho miêu tả thế này còn gì nữa à? Không. Như này là to hơn, có tán hơn so với ngày xưa rồi đây này. Có tán hơn so với ngày xưa đúng không? Cong cong ngày xưa có thẳng tưng. Nói chung là bây giờ rẻ hơn rồi. Cái mộc này rẻ. Đã đi ra ngoài này thế là sóng nó kém. Ông cứ ngồi ông nhìn trời nhìn đất đi để xem ra là mộc nó thế nào. Đâu tháo ra cho thử xem một cây cho nào. Đây ta bỏ cây một cây cho xem nào. Hôm trước à, lúc trước là cái thủy nó ở đấy nó có phát không? Xuống đấy chỉ việc chở thôi à? Sướng nhỉ. Đấy, đây có tán này. Con này đáng nhẽ nếu mà vào tay ông cõng là cháu sẽ hướng dẫn ông cõng là tiếp tục dốc nó lấy cái thân chính này. Bây giờ nó tán ác phết này. Con này làm được hai từng tán. Cao như này là so với mình là nó cũng phải tầm 1.3 ấy nhỉ. Tầm 1.2 1.3 này. Đây thử lấy cái thước. Con như nó như nhau, nó cùng từ từ đã. Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải chân. Mẹ bao nhiêu thước đi đâu hết. Bán cây lâu lắm rồi mình còn chả để ý. Hôm nay vừa xúc 20 con trạch cho vào đây. Đà Lạt đâm đồng. Được có 1 mét thôi này. Thế là được 1.1 mét nhỉ. Hơn mét. 1.1 mét. Được có 1.1 mét. Mà mình ước tính thế mẹ là mà đây là được 1.15 mét. Thoát thân thì nếu mà gióng theo cái thân chính này thì nó thoát ác. Kiểu các bạn mà về các bạn không lấy cái tán này, các bạn cắt hết đi xong rồi gióng cái này vào thì nó thoát tít từ lên đây. Đấy là cả bầu. Còn nếu mà mỗi cây không thì chắc được chưa đến 1 mét. Ngày xưa cũng được 1 mét này, 1.04 mét. 1.04 mét không tính bầu. Không tính bầu. Còn tính cả bầu thì nó được cao hơn. Tính cả bầu được 1.2 mét. Hầu như cây nào nói chung là nếu mà như thế này là phải nhận tặng từ 1 mét đến 1.2 mét. Còn đấy nó cũng như thế này này. Ôi cái tưởng ông khoanh tay ông ngồi ông chờ. Nói chung cái bọn này bây giờ nó to phết rồi. Nó hơn điếu thuốc nhiều, lần trước là chỉ được bằng điếu thuốc này. Giá bây giờ nói chung là nó phải gần bằng ngón tay. Đây. Cũng tưởng nói chung là cũng từ điếu thuốc. À, tự nhiên này cây to nhất này để phía trên. Đây. Cây to nhất này để phía trên. Ăn gian. Từ điếu thuốc trở lên. Gốc thì to. Ngày xưa cái tàng này. Này thằng em Trung nó còn khoảng tầm mấy chục cây. 300. 300. 300. Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi. Còn có một ít ở dưới ruộng ấy. Còn cái tàng này nuôi từ cái tàng hàng cây điếu thuốc lên đấy. Nhưng bây giờ nó có tán rồi. Thế này, tán của nó nói chung là nó cũng phải được gang tay hơn gang tay rồi. Ngày xưa có mỗi một cọng nó vươn vươn lên đây. Đây, mộc hương ta này. Còn nếu mà vào cái cây này mà nếu mà để mà ấy thì phải dốc thẳng tưng lên trên này. Đấy, chứ không lấy cái tán này. Con này nếu mà nguy cơ mai sau là sẽ làm được hai từng tán. Tức là cái tán dưới này này. Tán dưới này mà là tán trên. Còn nếu mà bình thường thường thì các bạn dốc hết cây, bẻ hết cây này đi để chỉ lấy một cái thân chính này thôi. Còn không thì cây này sẽ được hai tầng tán. Thoát thân thì 2 4. Nếu mà lên đến đây thì được tầm 50 phân. Tầm 50 phân. Còn nếu mà dốc lên thì nữa thì vô cùng. Đấy. À, số 4 rồi. Mất hết số. Đây, mất số này. Chả nhìn thấy số mẹ. 10 20 30 hơn 40. Tầm 45 47. Đây này mất số rồi. Hoàn cảnh quá. Thôi ông đi về ăn cơm đi. Ở đây hôm nay không có món nào ngon đâu. Mai lại tìm xe Đà Lạt Lâm Đồng. Đà Lạt Lâm Đồng. Đà Lạt Lâm Đồng.
Mỗi tội thằng cẩn thận không, cái cây nó lại rơi. Ông là hay rơi cây đi dọc đường, ông hay rơi cây nó đấy nhá. Về nhà nghiên cứu chế độ, rồi sáng mai 3-4 giờ sáng đi gửi xe vào Đà Lạt Lâm Đồng. Đồng người chiến sĩ ấy, đây là chiến sĩ chống giặc đói. Thực ra ông chả đói đâu, mà là người chiến sĩ này là gọi là chiến đấu mấy cái. Tôi cũng chả biết là ông cõng ông chiến đấu vì cái gì nữa cơ. Ngày mẹ nào ông chiến đấu đến 3 giờ sáng vẫn đi ship cây. Mình cũng chả hiểu ông chiến đấu cái gì. Ngày xưa còn giặc đói giặc rốt, giặc ngoại xâm, bây giờ thì cuộc sống nó ăn no đủ hết rồi. Chiến đấu với giặc này là chắc là định mua ô tô, à cho định cho con đi xuất khẩu Nhật rồi đấy chứ. Đấy, đời nhà mẹ toàn cóc mấy ếch nhái. Toàn cóc mấy ếch nhái rồi, vừa rồi vừa bắt 20 con trạch ở bên này, vứt sang bên này. Đấy, mẹ toàn cóc mấy ếch nhái này. Tôi nói dối các ông làm gì. Nhà mẹ toàn ếch nhái. Đây này, đâu cũng ếch. Thấy chưa? Đấy, cứ hóng này. Nhà đây này, toàn trứng ếch, trứng ngốc. Đây này, nhà đây này. Đã thuận tự nhiên không? Cái phun phóng đi đâu? Này, cây này là cây cúc mốc. Cúc mốc, lá rất thơm nhá. Cái lá này nó rất thơm. Toàn trứng ếch, trứng cóc. Bây giờ cái bọn trạch vừa ấy thả ở đây nó chưa quen bể. Nó quen bể mà phát thì là. Định thả ban đầu chỉ thả 10 con thôi để cho cái thủy nó còn thả sen, nhưng mà sen nó chết bà nó hết, thế là lại thả cả dâu tây này. Bao thứ nằng nhằng. Nhà rất nhiều ếch nhái. Ếch nhái rất nhiều đây này. Ông tin. Chào bạn nhá. Đấy. Nhà đặc sản toàn ếch nhái thôi. Đấy. Kêu loạn xì ngạo. Ếch nhái nhiều lắm. Ông cõng ông có cái sở thích, ông ấy chỉ ra đây xong ông nhà là ngắm nòng nọc lên này. Ngắm nòng nọc đêm này. Ấy. Súng nhưng nó chết đi chứ. Nhà sen súng thiếu gì đời. Ông cõng ông toàn ông ấy có sở thích là chỉ có ngắm nòng nọc lên thôi mà. Cứ ra đây lần nào ra đây là cũng toàn ngắm nòng nọc lên. Đây này cứ như thế này. Ông cứ thấy nòng nọc lên nòng nọc xuống thôi. Nhà toàn ếch mới nhái. Mới cóc. Bên này có súng. Xong rồi thả vào đây. Thôi rồi tôi vào tôi rửa bát tôi nấu cơm đây.